Dạ, xin mến chào cô chú anh chị đến với kênh là Bonsai Mini tên là CT. Thì hiện tại như trên màn hình cô chú mình đang thấy, đây là những cây cần thăng mà bên vườn con đang giao lưu, đang bán. Thì cần thăng này đa số là được quấn cái củ rễ nó quái. Đó, quấn củ rễ quái. Và cây thì được vô dây quấn lắt lượng cơ bản thôi. Nhưng mà cần cô chú mình gì uốn éo và nuôi dưỡng đồ thêm. Rồi uốn uốn thân này kia đồ thêm nữa. Đó, ưu điểm cây cần thăng hiện tại con đang bán là quấn củ rễ quái và thuộc dạng mini. Vì cô chú mình ghép tiểu cảnh là bonsai nhỏ nhỏ rất là đẹp. Đó, thì hiện tại những cây cần thăng này bên vườn con đang giao lưu với giá là 45.000 một cây. Cô chú mình có muốn mua thì cứ liên hệ vườn con nha. Cô chú mình mua một cây con vẫn gửi, hai cây con vẫn gửi. Nhưng mà cô chú mình mua một cây hai cây thì tiền ship 30.000 nha cô chú anh chị. Còn cô chú mình lấy số lượng là 5 cây là 225.000. Vườn con sẽ bao ship cho cô chú anh chị mình luôn. Nó 5 cây cần thăng 225.000 bao ship. Nó còn mua 10 cây là 450, vườn con bao ship và tặng thêm một cây nữa nha. Đó, tặng thêm một cây nữa. Còn nếu như cô chú mình không thích những cây cần thăng mà loại nhỏ nhỏ như thế này thì cô chú mình tham khảo cái dòng này ha. Cũng cần thăng luôn, cũng quấn củ rễ quái và được nuôi lớn ha. Thân có chừng ngón tay cái. Còn gốc thì bự hơn. Nó thì cái dạng này bên vườn con đang giao lưu với giá là 125.000 một cây. Nó 125.000 một cây cần thăng, loại quấn củ như thế này. Bự hơn ha. Cô chú mình ưng cái dạng nhỏ hay dạng lớn gì thì cứ liên hệ vườn con nha. Vườn con có đóng hàng gửi hàng toàn quốc. Số điện thoại con để trên tiêu đề. Cảm ơn cô chú mình đã ủng hộ. Ngoài ra vườn con còn giao lưu những cây ngoại tùng giá 75.000. Dáng bay dáng đổ cô chú mình có thể là bấm vô kênh để xem cụ thể. Hoặc là những cây linh sam 86 loại mini ghép tiểu cảnh. Nó giá 24.000. Hoặc là hồng ngọc mai, nói chung là nhiều dạng mini lắm. Cô chú mình cứ bấm vô kênh để xem tham khảo nha. Cảm ơn cô chú mình đã xem.